Đạo diễn Doãn Đào, Lưu Quốc Đồng. Biên kịch Dại Yên Yến. Với sự tham gia của các diễn viên: Tần Tuấn Kiệt trong vai Tiêu Ức Tình, Viên Băng Nghiên trong vai Thư Tĩnh Dung, Phó Trình Băng trong vai Tiêu Thự Thủy, Lý Nhược Gia trong vai Tử Mạch, Phó Mộng Ni trong vai Tạ Băng Ngọc, Bạch Chú trong vai Hoàng Tuyền, Lâm Nguyên trong vai Trì Tiểu Đài, Hà Trung Hoa trong vai Bạch Đế, Phương Cửu Thắng trong vai Tuyết Cốc, cùng một số diễn viên khác. Bộ phim Thính Tuyết Lâu, tập 31. Sư muội, việc ta uống phải lệ tương tư tuyệt đối không được nói ra ngoài, nếu không sẽ vô cùng bất lợi cho Thính Tuyết Lâu. Muội nghe rõ chưa? Sư huynh, huynh thật sự không biết chút nào về tình cảm muội dành cho huynh sao? Sư phụ vì ta mà chết, vì vậy cả đời này ta nợ muội một mạng sống. Muội không muốn nghe những điều này sư huynh. Huynh biết muội không muốn nghe mấy điều này mà. Ơn của sư phụ ta không bao giờ trả được. Lời dặn của người trước lúc lâm chung ta tuyệt đối không phụ. Tiểu Đài, cô sao thế? Cao Mộng Phi, có phải ta có rất nhiều khuyết điểm không? Khuyết điểm của mỗi người là tùy quan điểm của người nhìn thôi. Nếu như là ta trả lời thì dù cô có nhiều khuyết điểm hơn nữa, trong mắt ta đều là những tính dễ thương thôi. Nhưng tại sao dù ta thay đổi thế nào, sư huynh vẫn không nhìn thấy? Ta đã thành tâm hối lỗi, ngày đêm chép kinh văn, cuối cùng vẫn không khiến huynh ấy để tâm bằng một tin tức. Về Thư Tịnh Dung, có lẽ hôm đó ta nên bị thương nặng hơn, để cô ta hoàn toàn mất đi trái tim của sư huynh. Sư huynh mới chịu nhìn ta một lần. Quá trà cô khiến bản thân bị tổn thương là vì một chút lòng thương hại của Tiêu Ước Tình. Xem ra sau này ta cũng không cần tốn công với cô nữa. Cô không chịu cầu tiến thì chẳng ai cứu được cô hết. Không phải ta không chịu cầu tiến, ta biết chỉ khi nào ta không ngừng tiến về phía trước, có thể lập công cho Thính Tuyết Lâu, sư huynh mới thật sự coi trọng ta. Ta không trách ai hết, chỉ trách bản thân chưa đủ nỗ lực thôi. Vậy còn cô, trong mắt cô có người khác không? Cao Mộng Phi, chúng ta đều phải nỗ lực. Bản thân không ngừng lớn mạnh thì người khác mới chú ý tới dần hào quang trên người huynh. Thư Tịnh Dung chính là ví dụ điển hình nhất.
Trong một thời gian ngắn ngủi, vị trí của cô ta ở Thích Tuyết Lâu đã không phân cao thấp với Nam Sở sư huynh, còn huynh là đồng môn với cô ta. Nhưng nay địa vị trong giang hồ lại chênh lệch quá lớn. Địa vị giang hồ, vị trí ở Thính Tuyết Lâu, ta đều không quan tâm. Ta chỉ quan tâm đến vị trí của ta trong lòng cô thôi. Trì Tiểu Đài, sự quan tâm của ta dành cho cô không phải là để cô đem ra phung phí. Vị trí ở Thính Tuyết Lâu sao lại không quan trọng? Dù việc Trầm Sa Cốc tuy ngoài mặt Thư Tịnh Dung không nói, nhưng trong lòng chắc chắn nghi kỵ ta. Nếu không dựa vào bản lĩnh có được sự trọng dụng, thì ở Thính Tuyết Lâu ta sẽ luôn đứng dưới kẻ khác. Tương lai liệu ai có thể đảm bảo cho ta? Nếu thực sự có ngày đó, ta nhất định sẽ toàn lực bảo vệ cô. Trong lâu này không ai được phép làm tổn thương cô. Tiểu Đài, vì cô, ta nhất định sẽ tranh bằng được vị trí lãnh chủ. Nhưng nếu trong lòng cô chỉ có ngài ấy, thì mọi việc giữa cô và ngài ấy ta không hỏi đến nữa. Lâu chủ, lần này Thính Tuyết Lâu tổng cộng phái đi 12 đệ tử, nhưng đã có 5 người tử trận. Tại sao lại thất thủ tới mức đó? Bọn họ rơi vào bẫy bị mai phục. Chỉ trách thuộc hạ không biết cách dạy bảo. Vậy còn A Tịnh? Tịnh cô nương mất tích ở gần Ân Gia, nhưng tôi đã cử một loạt đệ tử khác đi tiếp ứng rồi. Tôi tin rằng sẽ mau chóng có tin tức thôi. Xin lâu chủ yên tâm. Việc này vô cùng kỳ lạ. Người đích thân dẫn một loạt đệ tử tới nơi đó, nhất định phải đưa A Tịnh an toàn trở về Thính Tuyết Lâu. Rõ. Còn nữa, tất cả đệ tử của Suy Qua Tiểu Túc phải tăng cường tập luyện, không được lơ là. Nếu hôm nay ta không về được, nhờ Tịnh cô nương thay ta giao sách thần binh cho Lưu Châu, bảo cô ấy không cần đợi ta nữa. Lẽ nào trong lòng Nam Cung công tử không mong nhớ ân cô nương chút nào hay sao? Cô ấy vừa gặp họa diệt môn, giờ người duy nhất cô ấy dương vấn trong lòng là ngài. Cô ấy đặc biệt dặn dò ta phải bảo vệ ngài chu toàn. Lưu Châu vốn không nên phải chịu khổ sở như vậy. Ta dốc hết sức của Nam Cung gia đến lấy sách thần binh, vốn tưởng rằng sẽ không phụ sự quỷ thác của cô ấy, nhưng không ngờ lại rơi vào tình cảnh này. Việc này trước khi đi ta chỉ nói với một mình Tiêu lâu chủ, nhưng tại sao lại thu hút nhiều sát thủ đến vậy? Lẽ nào trong Thính Tuyết Lâu có gian tế? Tuyệt đối không thể nào. Lâu chủ ra mặt lệnh, buộc phải lấy cho được sách thần binh, giết. Tịnh cô nương, lâu chủ nghe nói cô gặp nguy hiểm, cử ta đến tương trợ, hộ tống cô về lâu. Tử phu nhân, sao hai ta không cùng uống một ly chứ? Tử Mạch, mời công tử một ly. Nào, công tử, ta rót đầy cho ngài. Tử phu nhân quả là xinh đẹp quyến rũ,
Công tử cứ nói đùa rồi. Công tử không chỉ anh tuấn phong độ, ta còn nghe nói công tử và các môn phái lớn trên giang hồ đều có qua lại, không biết là thật hay giả. Đêm nay tử phu nhân có khách, hiện không có thời gian gặp ngài. Là kẻ nào to gan lớn mật, dám làm phiền nhã hứng của bản công tử, còn không mau cút đi. Người có biết thân phận của bản công tử không hả? Cút. Công tử, Hoàng Tuyền, huynh có biết huynh đã làm gì không? Người này có qua lại thân thiết với Nam Cung gia, ta vốn có thể lấy được một số tin tức của Nam Cung gia, nhưng giờ thì uổng công vô ích rồi. Ta xin lỗi, nhưng mỗi lần ta nhìn thấy cô gượng cười với bọn họ là ta không kiềm chế được. Đây là chức trách của ta, ta đã quen rồi. Đó chỉ là thủ đoạn để mưu sự mà thôi. Trong lòng cô có ta không? Ta không xứng được huynh đối xử như vậy. Ta từng vào Tạ phủ làm thiếp. Trong lòng cô có ta hay không? Ta đã là người chúng phong trần, huynh và ta khác nhau. Tử Mạch, ta chỉ hỏi cô một câu, rốt cuộc trong lòng cô có ta hay không? Có. Thì sao chứ? Ta vốn là... Ta không quan tâm mấy điều đó. Ta chỉ muốn biết câu trả lời trong lòng cô. Cao Mộng Phi, ta gọi huynh, huynh không nghe thấy hả? Huynh điếc hay sao? Tiểu đại cô nương, cô tìm ta có việc gì? Ta thấy mấy hôm nay huynh không đến tìm ta, vẫn giận sao? Phải, ta vẫn còn giận. Cô đến tìm ta có việc gì?
Huynh là đại trượng phu, sao lại nhỏ mọn vậy chứ? Ta đã chủ động bắt chuyện với huynh rồi, đừng giận nữa mà. Từ ngày đầu chúng ta quen biết nhau, ta đã không phải là người độ lượng. Cô mới biết hay sao? Được, coi như ta vừa nói với không khí đi. Làm gì thế? Huynh bỏ ta ra. Nếu ta không bỏ ra thì sao? Ta nói cho cô biết, sức nhẫn nại của con người có hạn. Cô xin lỗi không có nghĩa là ta sẽ tha thứ. Đặc biệt là cô, đừng có thử giới hạn của ta. Ta biết rồi, đau. Đã thành công, ba ngày nữa gặp lại A Tịnh. Đã ba ngày rồi. A Tịnh, lệ tương tư sẽ khiến con người ta cả đời phải chịu nỗi khổ tương tư, đau khổ vô cùng. Tiêu lâu chủ, ngài hãy suy nghĩ cho kỹ đi. A Tịnh, sau này chúng ta sẽ đi đâu về đâu? Có lẽ cũng chỉ đến vậy mà thôi. Lâu chủ, vào đi. Xin lâu chủ thứ tội, do tử mạch nhất thời sơ suất, làm mất cơ hội tốt tham vào tình hình Nam Cung gia. Tôi đến để thỉnh tội. Không sao, ta tin vào năng lực của cô, nhất định có thể tìm được cơ hội khác. Dạ. Lâu chủ, còn một việc nữa. Khi Ân cô nương đến lâu, trên giang hồ liền có tin đồn nói Tính Tuyết lâu có ý đồ đen tối. Nay tin đồn đó ngày càng khủng khiếp hơn, giờ hiện đang đồn đại khắp nơi là Tính Tuyết lâu đã dòm ngó Quốc Sắc kiếm nhiều năm, nay lại bắt ép con gái của Ân gia đúc Quốc Sắc kiếm cho mình. Lại có người bịa đặt việc Ân gia bị diệt môn cũng là do Thính Tuyết lâu âm thầm thực hiện. Cứ tiếp tục thế này, e rằng vẫn chưa điều tra ra chân tướng thì đã có thị phi, sẽ vô cùng bất lợi cho Thính Tuyết lâu. Tịnh cô nương, cô thực sự tin tưởng vào Thính Tuyết lâu sao? Trước đó chúng ta bị hung thủ truy sát, cô cũng nhìn thấy rồi. Nếu không phải do Thính Tuyết lâu gây ra, ta thực sự không thể nghĩ ra được trong giác hồ này còn có ai dám gây chuyện ở địa bàn của Nam Cung gia. Trong giang hồ ai ai cũng nhòm ngó Quốc Sắc kiếm, tay Ân gia chỉ còn lại một mình Lưu Châu. Cô ấy đã hứa sẽ đúc kiếm cho Tiêu lâu chủ để trả ân tình của Thính Tuyết lâu. Có điều, cho phép vô cấu nói một câu thất lễ, có lẽ thứ mà Thính Tuyết lâu cần chính là ân tình này. Dù sao đi nữa, đợi gặp lâu chủ mọi việc sẽ rõ ràng. A Tịnh về Thính Tuyết lâu phục mệnh, khiến lâu chủ đợi lâu rồi.
không bị thương chứ? Không ngờ Tiểu Ước Tình không coi ai ra gì, lại đối xử với Thư Tịnh Dung khác biệt như vậy. Nam Cung Vô Cấu bái kiến Tiêu lâu chủ. Tiêu Mộ biết là Vô Cấu công tử bị thương, trong lúc đuổi theo lấy lại sách thần binh, nên đã bảo Mặc Đại Phu chuẩn bị thuốc trị thương. Người đâu? Đưa Nam Cung công tử đi trị thương. Dạ. Huynh không sao chứ? Sao thế A Tịnh? Mụ có gì muốn nói với ta phải không? Nam Cung Vô Cấu bị truy sát, việc này có liên quan tới huynh không? Mụ đang nghi ngờ ta. Lâu chủ không biết đó thôi. Chiêu kiếm mà sát thủ sử dụng đều học được từ Suy Hoa Tiểu Trúc. Hơn nữa cao quan vừa tới nơi thì sát thủ như đã lên kế hoạch từ trước, vừa đánh đã tan. Bọn chúng luôn miệng nói phụng lệnh lâu chủ, luôn nương tay với ta. Ta thực sự không biết trong giang hồ còn ai có bản lĩnh lớn như vậy nữa. Đúng, là ta làm đó. Tại sao? Để bảo vệ muội chu toàn. Muội đi đường dừng ngày đã mệt rồi, về sớm nghỉ ngơi đi. Còn một việc nữa, Ân gia bị diệt môn có liên quan đến Thính Tuyết lâu không? Muội nói gì? Ân gia bị diệt môn, Nam Cung Vô Cấu bị truy sát, sách thần binh, quốc sắc kiếm cuối cùng đều rơi vào tay Thính Tuyết lâu. Việc này dù bên ngoài nhìn thế nào thì người được lợi nhất vẫn là chúng ta, không phải sao? Muội quả thực suy nghĩ sâu xa. Nói là trúng. Ý của lâu chủ là tất cả những việc này huynh đều biết, đúng không? Đúng. Sức hấp dẫn của quy danh quốc sắc kiếm, ai có thể cưỡng lại? Tiêu diệt Ân gia, cứu cô gái họ, lại chủ trì công đạo tìm kiếm hung thủ, sách thần binh và kỹ nghệ đúc kiếm tuyệt thế, và quốc sắc kiếm chí tôn võ lâm đều sẽ về tay Thính Tuyết lâu. Không phải vậy sao? Huynh, vết thương của công tử đều là vết thương ngoài da, không tổn thương đến gân cốt, tịnh dưỡng vài ngày là sẽ ổn. Xin công tử yên tâm. Làm phiền Mặc đại phu rồi. Lưu Châu. Vô Cấu. Vô Cấu, sao rồi? Huynh bị thương có nặng không? Có đau không? Đừng lo, không có gì đáng ngại. Lưu Châu, ta đã tìm được sách thần binh về cho muội, nhưng giữa đường bị bao vây. Tuy đối phương cố tình che giấu thân phận, nhưng ta nghi ngờ. Ta nghi ngờ tất thảy mọi việc đều do Thính Tuyết lâu âm thầm gây ra. Thư này được cất trong từ đường của Ân gia,
Hôm lấy sách thần binh, ta vô tình phát hiện. Ta nghĩ chắc muội cũng không biết. Thật ra nhiều năm trước, cha của Tiêu Ước Tình là Tiêu Thự Thủy, trong bức thư này đã từng xin ân gia Quốc Sắc Kiếm. Lần này ta bị bao vây. Chiêu thức mà hung thủ sử dụng cũng chính là chiêu thức của suy qua tiểu trúc của Thính Thuốc Lâu. Sao lại như vậy? Lưu Châu, ngày hôm đó kẻ đứng sau chủ mưu tiêu diệt ân gia e rằng cũng là Tiêu Ước Tình. Muội nghĩ kỹ là sẽ biết tại sao ngày hôm đó Thính Tuyết Lâu lại đến đúng vào thời khắc cuối cùng, chỉ có một mình muội và đưa muội về đây. Muội có từng nghĩ chính vì cả nhà ân gia bị giết, Tiêu Ước Tình mới có được cơ hội sở hữu Quốc Sắc Kiếm không? Bao nhiêu năm nay ân gia luôn dựa vào Thính Tuyết Lâu, một thời gian vẫn bình an vô sự. Thời gian trước Tiêu Ước Tình đột nhiên mất tích, Thính Tuyết Lâu một thời gian như rắn không đầu, mới cho hung thủ cơ hội xông lên ra tay với ân gia. Nhưng thử nghĩ xem, cho dù trên giang hồ đồn đại khắp nơi, nhưng ai có thể chắc chắn rằng Tiêu Ước Tình thực sự không ở trong lâu? Cho dù tin đồn là thật, hung thủ cũng không dám chắc thế lực của Thính Tuyết Lâu sẽ rút đi, bỏ mặc ân gia. Vậy nên chỉ có Thính Tuyết Lâu mới có thể nắm chắc thời cơ chuẩn xác. Hơn nữa, muội đã đề xuất với Tiêu Ước Tình sẽ dùng Quốc Sắc Kiếm trao đổi để Thính Tuyết Lâu giúp muội tìm kiếm hung thủ. Hắn ta cũng không từ chối, cho thấy hắn muốn lấy bằng được Quốc Sắc Kiếm. Phải biết rằng Thính Tuyết Lâu trước nay luôn sát phạt quyết đoán khi thu phục thế lực giang hồ. Quốc Sắc là thiên hạ đệ nhất kiếm, thậm chí còn đứng trên Tịch Ảnh Đao và Quyết Di Kiếm. Hắn muốn có được Quốc Sắc là lẽ đương nhiên. Nếu thực sự như vậy thì tâm tư của Tiêu Ước Tình quả là độc ác. Nếu chút thủ đoạn này cũng không có, làm sao Tiêu Ước Tình cai quản Thính Tuyết Lâu được tới giờ? Làm sao có thể hiệu lệnh quần hùng trên giang hồ? Quá ra tất thảy, tất thảy là sự lừa gạt, để ép ân gia đúc Quốc Sắc Kiếm. Không ngờ hắn lại dùng thủ đoạn độc ác như vậy. Kế hoạch của Thính Tuyết Lâu quả là chặt chẽ. Vô Cấu, bây giờ muội chỉ có huynh thôi, muội nên làm gì đây? Muội đừng lo, lần này ta đến Thính Thuốc Lâu, trong lòng đã có kế hoạch. Chỉ cần muội thuận lợi đúc được Quốc Sắc, ta nhất định có thể trả thù cho ân gia. Đợi ta diệt được Thính Thuốc Lâu, ta sẽ lập tức lấy muội. Đúng rồi Vô Cấu, chuông vàng kết tóc mà muội tặng huynh năm đó, huynh còn đeo trên người không? Không sao. Có điều sau này huynh nhất định phải nhớ đeo nó. Đợi sau khi huynh chém được Tiêu Ước Tình, chúng ta sẽ dùng chuông vàng làm chứng, kết làm phu thê. Được. Khoảng thời gian ở Thính Tuyết Lâu, mụ đánh được chiếc trâm Kim Phượng này. Con gái ân gia khi xuất gia đều phải cài trâm phượng tự tay mình làm. Ân cô nương không hổ danh là truyền nhân của Long Truyền ân gia, có thể đúc ra thanh kiếm tốt như vậy. Quốc Sắc Kiếm ra đời
chỉ e là Tịch Ảnh Đao và Quyết Di Kiếm cũng phải né tránh sự sắc bén của nó. Nay cả nhà Ưng gia bị hàm quan, cho dù Lưu Châu thành công đúc được Quốc Sắc Kiếm cũng vẫn hổ thẹn với mấy chục quan hồn của Ân gia. Lưu Châu cho rằng kẻ thù của Ân gia ban đầu ra tay vì muốn đoạt sách thần binh, vậy thì thứ mà hắn muốn chắc chắn là thanh Quốc Sắc Kiếm đệ nhất thiên hạ này. Ân cô nương muốn dùng Quốc Sắc Kiếm để dụ kẻ thù của Ân gia chủ động xuất hiện. Phải. Quốc Sắc Kiếm ra đời là điều mà Võ Lâm Trung Nguyên đã mong đợi từ lâu. Tại hạ có một kế, không biết ý của Tiêu Lâu Chủ và Lưu Châu thế nào. Chi bằng chúng ta nhân cơ hội này mời hào kiệt trong thiên hạ đến thưởng kiếm. Nếu có thể dụ ra hung thủ là tốt nhất. Theo lời hứa, Quốc Sắc Kiếm vẫn thuộc sở hữu của Thính Tuyết Lâu. Nếu hung thủ không xuất hiện, lúc đó ai tìm được hung thủ trả thù cho Ân gia, Quốc Sắc Kiếm sẽ thuộc về người đó. Tôi thấy kế này được. Tiêu Lâu Chủ, nếu như ngài không nắm được thực lực của đối phương, Nam Cung gia nguyện điều động tất cả nhân lực tương trợ Thính Tuyết Lâu. Việc này dính líu tới nhiều người, Tiêu Mỗ tự khắc có dự tính. Tiêu Lâu Chủ, Tiêu Lâu Chủ, ngài không sao chứ? Gần đây bệnh cũ ta tái phát, khiến hai vị chê cười rồi. Thính Tuyết Lâu là đệ nhất đại môn phái trong Võ Lâm Trung Nguyên, chắc hẳn Tiêu Lâu Chủ ngài lo tính nhiều việc, hao tổn tâm sức mới khiến bệnh cũ tái phát. Lần này trước khi vào lâu, ta có nghe giang hồ đồn đại sức khỏe của Tiêu Lâu Chủ không được tốt, ắt hẳn việc này sẽ khiến không ít kẻ dòm ngó. Nếu Thính Tuyết Lâu cần tương trợ, Tiêu Lâu Chủ cứ nói, Nam Cung gia sẽ giúp sức trợ giúp. Sức yếu thì sao chứ? Thính Tuyết Lâu có thể kiêu ngạo đứng vững trên giang hồ. Tịch Ảnh Đao chỉ là một trong số nguyên nhân, quan trọng hơn là lòng người và mưu lược. Sách lược phía sau quan trọng hơn đao kiếm trăm lần. Thính Tuyết Lâu chỉ cần có Tiêu Mỗ một ngày thì không cho phép kẻ khác nhòm ngó. Tiêu Lâu Chủ nói rất phải, tại hạ đường đột rồi. Lâu Chủ, Lâu Chủ, về đại hội thượng kiếm mà Ân cô nương vừa đề nghị, muội đến khuyên ta đồng ý việc này sao? A Tịnh không hiểu tại sao Lâu Chủ lại từ chối. Trừ phi, lẽ nào Lâu Chủ thật sự không nỡ dâng Quốc Sắc Kiếm cho người khác? Trước đó muội và ta đã tranh luận việc này. Nếu ta ở trong lòng muội là một kẻ không từ thủ đoạn như vậy, thì hà tất phải đến chất vấn? Bây giờ ta có nói gì muội còn tin không? Nếu A Tịnh có hiểu nhầm gì Lâu Chủ, người cứ nói ra. Tin hay không A Tịnh sẽ tự định đoạt, nhưng thái độ hiện giờ của huynh như vậy, bảo ta tin thế nào? Vậy theo ý của muội, ta nên làm thế nào? Ta cho rằng Ân cô nương nói có lý. Nếu dùng Quốc Sắc Kiếm để bày kế, biết đâu có thể tìm ra kẻ thù của Ân gia. Tới khi đó các môn phái Võ Lâm đều tới. Nếu như việc này không liên quan tới Thính Tuyết Lâu thì tin đồn sẽ tự biến mất. Còn về Quốc Sắc Kiếm, ai tìm được kẻ thù, người đó sẽ được sở hữu Quốc Sắc Kiếm. Như vậy chẳng phải rất công bằng sao? Nếu như Thính Tuyết Lâu không thể hoàn thành quỷ thác của Ân cô nương,
thì có tư cách gì lấy quốc sắc kiếm? Được, cứ làm như lời muội nói. Huynh còn gì gì nữa không? Không có. Xem ra A Tịnh làm phiền lâu chủ rồi. Cáo từ. Tịnh cô nương, Ân cô nương, muộn thế này cô có việc gì không? Tôi vừa tiễn vô cấu rời khỏi đây. Lâu chủ đã đồng ý tổ chức đại hội thưởng kiếm rồi. Ta nhất định sẽ giúp cô tìm ra hung thủ. Trước đó Tịnh cô nương giúp vô cấu lấy lại sách thần binh, Lưu Châu cảm kích vô hạn. Bây giờ cô lại khuyên được lâu chủ tổ chức đại hội thưởng kiếm, dốc lòng dốc sức vì việc của Ân gia, Lưu Châu sẽ khắc ghi trong lòng, sau này sẽ tạ ơn. Không sao, nhìn thấy cảnh ngộ của cô khiến ta nhớ lại quá khứ của mình. Mong rằng những gì ta làm có thể giúp được cô. Thân thế của Tịnh cô nương, tuy Lưu Châu ở trong thâm cát, nhưng cũng có nghe nói cô và ta đều là những người mệnh khổ. Ân cô nương, ta... Tịnh cô nương có gì cứ nói. Tôi bây giờ còn có gì không chịu đựng nổi nữa chứ? A Tịnh chỉ cảm thán thôi. Giang hồ rộng lớn, rốt cuộc có ai mới thực sự có thể tin tưởng được? Bao năm nay giang hồ đồn đại, Lưu Châu cũng nghe được không ít. Tiêu lâu chủ đối với Tịnh cô nương có thể là tình sâu nghĩa nặng, sao Tịnh cô nương lại không có ai để tin cơ chứ? Lần này thính Tuyết lâu cứu tôi khỏi nguy nan, lại giúp Ân gia điều tra hung thủ để trả thù rửa hận. Lưu Châu còn đang định, nếu trên đại hội thưởng kiếm có thể tặng quốc sắc kiếm cho Tiêu lâu chủ và Tịnh cô nương, chúc hai vị trăm năm hòa hợp thì tốt biết mấy. Ân cô nương, những gì ta và Vô Cấu công tử gặp dọc đường và những suy đoán của ngày ấy đối với Thính Tuyết lâu và quốc sắc kiếm, chắc hẳn cô đều rõ. Tịnh cô nương quả nhiên giống như đồn đại, là một người hào hiệp trượng nghĩa. Tịnh cô nương, thật ra tôi còn có một việc muốn nhờ. Tôi có thể về Ân gia một chuyến không? Trước khi mở đại hội thưởng kiếm, ta muốn bái tế cha mẹ. Lưu Châu, đại hội thưởng kiếm sắp diễn ra, về như vậy quá nguy hiểm. Huống hồ nếu như cô thật sự muốn về, ta sẽ đưa cô về. Vậy xin đa tạ Tịnh cô nương. Ước Tình, Tình cô nương đưa Ân Lưu Châu tự ý rời khỏi Thính Tuyết lâu. Họ đi đâu rồi? Nhìn phương hướng thì là nhà cũ của Ân gia.
săn bẫy. Ước tình thế này đi, ta sẽ cho một số người âm thầm bảo vệ họ, đề phòng họ gặp nguy hiểm lần nữa. Được, cũng chỉ có thể làm vậy thôi. Hung thủ vẫn chưa quy án, bên ngoài nguy cơ bốn bề, vậy mà còn làm bừa theo ý mình. Mặt đại phu, gần đây tình hình lâu chủ thế nào? Oh,